Các bản tin nhanh 24/7. Bị kiểm tra hành chính, nam thanh niên rút súng bắn vào công an ở Khánh Hòa. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính, nam thanh niên đã rút súng bắn vào đồng chí công an tổ tuần tra, rồi bỏ chạy để lại cái xe và túi xách màu đen. Rạng sáng ngày 2 tháng 3, tổ tuần tra công an phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang đi tuần trên đường Nguyễn Chính, phát hiện một nam thanh niên dừng xe bên đường, nhãn hiệu Accenter, mang biển kiểm soát 79H1-36757, ở bên đường có rất nhiều nghi vấn. Tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra hành chính, thì bất ngờ đối tượng đã rút một cây súng ngắn dạng rudo bắn vào đồng chí Nguyễn Thái Hoàng. Rất may mắn viên đạn không trúng người anh Hoàng. Sau đó đối tượng đã nhanh chóng bỏ xe máy và túi sách màu đen rời khỏi hiện trường. Tiến hành kiểm tra trong túi sách, lực lượng chức năng phát hiện ở bên trong có hai con dao bấm, một ổ đạn, một bịch đạn chì, một kìm nhỏ, hộp chất lỏng, dây chuyền và những dụng cụ sử dụng ma túy đá, bật lửa hình khẩu súng v.v. Hiện công an thành phố Nha Trang đang tiến hành điều tra truy xét đối tượng để làm rõ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại clip tiếp. Nhớ like hoặc share nhớ subscribe.